Trời. Hai xe có bệnh viện luôn. Không có quay cái quán này thẳng quay xe cái bên kia coi luôn á. Không tại không quay giới thiệu sang các bạn kia của con này luôn á. Để quay cho các bạn ở nhà nó coi, hôm nay nó không đi chơi á. Chị quay, nó về quê nó không đi chơi, nó quay cho nó coi. Ở đây cô bán tới mấy giờ mới nghỉ coi? Bán tới 9 giờ 10 giờ. 9 giờ 10 giờ đi 10 giờ hoài. Bán được thì ở bán, rồi bán được thì nghỉ đi nữa. Mà Tết nhiều cũng vắng à. Dạ. Dạ con ở bên Tân Bình á. Qua đây chơi hả? Rồi qua đây chơi với bạn mấy bạn cà phê hay, hay uống ở đây đó. Ừ. Cô có hay bán ở đây không? Bán ở đây. À, hay đứng ở đây hay đẩy đi vòng vòng ở đây. Vòng vòng rồi cũng lại đứng ở đây. À. Đẩy hoài nó đuối giò quá trời. Đúng rồi. Đậu nghỉ. Bán đứng đây chỗ khỏe hơn. Ở đây mấy giờ rồi cô bán rồi con? Ba ngủ thì bán dài dài. À. Đây ra, đây ra. Chắc cô bên quận 6 luôn hả con? Hả? Cô chắc bên quận 6 luôn hả? Quận 6 hả? À. Cô ở gần chắc bên quận 6 luôn hả? Cô ở cổng Phú Thọ quận 11 rồi. À. Quận 1 đẩy qua đây xa. Dạ xa. Yeah. Quay sẵn giới thiệu cho các bạn nó coi luôn. Là nó khoái cái viên chiên không? Rồi ở bên Facebook á cho nó coi á.